quý vị, chúng tôi đã có mặt ở Tây Ninh mà bây giờ thời tiết rất là đẹp mà chờ hoài chưa thấy người tới. Trước mặt tôi là một đĩa trái cây và một đĩa khoai mì rất là thơm ngon. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức. Trời ơi, muối tôm nha, đặc sản ở Tây Ninh là muối tôm rất là ngon nha mọi người. Wow, thơm quá, thơm quá. Vị chua chua, ngọt ngọt. Ôi. Sao giờ mới tới? Tìm được anh em thấy vất vả. Vô đây ngồi. Đây ngồi đây đi. Vâng. Sao giờ mới tới? Tại em là một người con đất Bắc mà bây giờ về một vùng quê như thế này, bây giờ em bị bất ngờ đấy. Không khí ở đây trong lành quá. Thôi một cây đổ nhiều cái vậy. Còn đâu bằng còn cái gì bằng nắng Tây Ninh nữa anh. Giới thiệu với chị Vi, đây là bạn khách mời của chúng ta, diễn viên Khoai Vũ. Đây là chị Vi, chủ của muối tôm Thắng Lợi. Wow, ở đây có một cái điều gì đó rất đặc biệt. Anh Phúc ạ. Rồi công đoạn đầu tiên là mình đổ ớt chưa? Ớt tươi luôn hả chị? À, đúng rồi. Em hửi thấy cái mùi là em thấy nó cay nồng, nó sọc vào trong mình ở nhà. Dạ vâng, em đứng đây mà em thấy đang hơi cay mắt một chút rồi. Rồi bấy nhiêu đường ngọc xay đi ạ. Mà từng trái ớt em thấy là đều mà tươi ngon nha, từng trái luôn. Chị Vi, ngày xưa mà chưa có máy thì mình xay bằng cái gì? Mới đầu mình tập làm thì mình xay cái gói sinh tố nhỏ thôi, mình làm từ từ. Sau mà thấy lâu quá thì mình mới đặt cái gói lớn. Về cái mình xay nó được số nhiều lượng nhiều hơn, một lần xay mình sẽ làm một mẻ muối từ 50 kg. Tỏi bao nhiêu ký chị? 3 kg. 3 kg tỏi xay. Tức là khi mà trộn muối, bột ngọt, ớt với lại bột nêm thì khoảng bao lâu mình bỏ tỏi vô ạ? Nó hơi đều đều xong mình sẽ bỏ tỏi. Hơi đều đều vô chừng 3 phút, 3 phút 4 phút mình bỏ tỏi vô. Và tất cả cái hỗn hợp này cũng 10 phút luôn chị hả? Tôm là sẽ cuối cùng ha. Tôm kè đi ở thấm, rồi cái bỏi cuối cùng ha. Tôm này thì mình có phải lựa theo nguyên tắc gì không chị? Nè, mình lựa tôm cho nó ngon, tôm rõ mà đẹp vậy nè. Rồi, bỏ tôm vô ha. Tôm là cũng mấy ký chị? Tôm này là 2,5 kg. Nhớ nhà khoai. Đó, 2,5 kg. Vừa nãy là 5 kg muối. Đúng. 3 kg ớt. Chưa dấp cục đá mà quên rồi. 5 kg ớt. 5 kg ớt. 8 kg muối. 8 kg muối. Ừ, đúng rồi, 5 kg ớt, 8 kg muối. 1,5 kg bột nêm, 1,5 kg tỏi và em về lấy cuốn sách và cái bút để em ghi lại liền. Tiếp theo đó chính là đây, đúng rồi, thêm ít này nữa này. Rồi, đó là bột đậu nành á. Đậu nành ạ. Nêm ha. Nêm. Thì muối nó cũng đã mặn rồi. Dạ. Nó đậm đà những cái vị mà mình chấm đồ ăn. Một chút ngọt ngào trong đó thì đúng không ạ? Và tỏi ạ. Tỏi. Tỏi cũng xay ra sẵn rồi. Dạ. Rồi. Tiếp tục thì như vừa nãy thì em có thấy là tôm sẽ là cho vào cuối cùng. Thì cái này là em sẽ rắc lên thêm một chút. Thấy tay nghề cũng có vẻ chuyên nghiệp ha chị Vi ha. Thấy học trò, em thấy học trò chị được nha. Thằng bé giỏi quá, học có một ngày thôi mà biết làm. Hay quá trời hay. Thơm nha, anh thấy thơm nha khoai. Con lành. Thơm được rồi đúng không? Thơm. Thì có thể là như em thấy thì có thể là cái liều lượng của nó chưa có được gọi là chuẩn đâu, nhưng mà em sẽ cố gắng làm sao để cho cô cảm giác là hài lòng so với những cái này của em. Cô là thấy ưng lắm á, cô nhìn là cô thấy là cô rất là ưng đó. Vâng. Đều ha. Có khi về đây bán muối khi lại hot đi chứ. Đúng rồi.